Ở đây. Vậy bây giờ đau chỗ nào anh hùng chỗ đó nha. À, you bastard. Có khi nào mình hôn một cái là chồng mình sẽ tỉnh lại không ta? Sao vẫn chưa tỉnh vậy? À! Chồng! Chồng có sao không? Chồng! Chồng! Vợ của anh á là nhất của nhất. Nằm xuống đây. Vợ ơi. Sao hết chồng? Anh ngủ không có được. Sao vậy? Thì tại mấy bữa rồi nhớ vợ quá, thèm hơi ngủ không được. Với lại mấy bữa rồi chồng không có. Thôi đi, kỳ quá à. Đây là phòng khách mà. Em nghĩ gì vậy? Ý của anh nói là mấy bữa rồi anh không có ăn uống đầy đủ. Rồi bây giờ anh bị đau bụng khó ngủ. Chắc anh bị đau bao tử rồi. Ê, em đang nghĩ gì phải không? Suy nghĩ bậy bạ phải không? Đó là không có. Đi ngủ đi. Thì không, nhưng mà không có gì. Em á đang suy nghĩ bậy bạ phải không? Anh nói là không có gì mà. Chồng đi ngủ đi. Thì sao ánh mắt kỳ vậy? Không ngủ. Không ngủ vậy. Không. Anh đi nói cho rõ coi. Không có gì đâu. Mà anh thấy em có là khóc. Má chồng không bao giờ chấp nhận em là con dâu trong gia đình đâu. Shut up! Ủa em? Em bị gì hả? Em tức! Chuyện gì? Anh còn hỏi chuyện gì nữa hả? Rõ ràng là má chồng bày ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ làm bộ như không biết chuyện gì. Em không cân tâm chút nào hết trơn á. Can tâm chứ không phải là cân tâm. Mà em có chắc là mẹ làm mọi chuyện không? Chắc chắn, em chắc chắn là má chồng làm đó. Nhưng mà dựa vào điều gì? Dựa vào má chồng rất là ghét em khi bữa đầu gặp mặt. Dựa vào má chồng luôn luôn ngăn cản em không cho em gần anh. Dựa vào anh nè. Sau tất cả mọi chuyện á, em phải tin tưởng anh chứ. Em chỉ cần dựa vào anh thôi. Tất cả mọi chuyện để anh lo. Dạ được. Em yêu chồng lắm. Mà người chồng thơm quá à. Mới tắm xong thơm được. À ha, quên. Cái bộ bình thường không có thơm hả? Thì cũng thơm chút chút. Thơm chút chút hả? Mà người vợ cũng thơm nữa. Em chưa có tắm mà. Chưa có tắm hả? Chưa. Sao thơm vậy? Để kiểm tra coi. Chồng kỳ nha, em không giỡn nha. Chồng! Có gì đâu xấu hổ đứa chồng. Chồng kiểm tra con. Chồng! Không có giỡn mà. Chồng của em ra. Đuôi ra. Chồng! Kiểm tra coi. Không giỡn. Chồng! Đuôi ra coi. Coi coi. Không có giỡn mà. Chồng của em ra. Đuôi ra. Quay! Cho một tên. Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Trời ơi, em lầy vậy luôn hả?
Anh sợ hả? Hay là anh chuyển phim khác nha? Đâu có đâu trời. Harry Potter cũng được. Em là con trai mà, cái này nhầm nhò với em. Ủa vậy hả? Tiếp đi. Chết đổ rồi, đâm vô. Chồng cười gì vậy? Thì anh cười vợ của anh chứ anh cười ai đâu mà ngại. Mà em sợ thì em cứ nói sợ, có gì đâu. Hay thôi để em tắt đi ngủ nha. Mà chồng nè, em muốn á, cái một hôm nào đó nha, hai đứa mình hẹn hò với nhau á, giống như mà cái buổi đầu mình gặp mặt á, nhớ không? Hẹn hò hả? Tại vì á, khi mà về Việt Nam đến giờ á, hai đứa mình chưa bao giờ mà được riêng tư với nhau hết á. Với lại, mỗi lần mà tới cái chuyện làm nói chồng là khó đếm luôn mà. Em muốn là giống như là cái kỷ niệm hồi xưa của mình hai đứa mình đó. Như lúc ban đầu hả? Kỷ niệm hồi xưa hả? Đúng rồi. Vậy bây giờ mình muốn cũng được mà. Anh kỳ quá à, nói chuyện nghiêm túc mà. Thì anh cũng nghiêm túc mà. Nghiêm túc mà cái mặt vậy đó hả? Ủa cái mặt anh bị gì hả? Bị sao không bị? Rồi anh xin lỗi. Anh hiểu rồi. Em à. Thứ ba có gì mình đi coi phim. Mình đi ăn luôn nha. Ta không phải là chồng của ngươi. Hả? Ta là một oan hồn của sói. Em không giỡn nha. Thích ăn thịt những đứa nhóc lì lợm bướng bỉnh. Em không nói giỡn, em không có giỡn mà. Ta đã ăn thịt chồng của nhà ngươi. Và bây giờ ta sẽ ăn thịt ngươi. Chồng. Chồng, chồng có sao không? Chồng. Ây da. Trời, chặt quá bây giờ, rút không ra được. Ây da, sao vậy? Sao hả? Sao hả? Muốn giảm phải không? Bây giờ cái chồng là sao nè? Giỡn nè. Sao có ra mắt lỗi không? Chồng. Anh đóng cửa chưa vậy? Cửa hả? Anh yên tâm đi, anh đã thay khóa cửa rồi. Lần này á, không có ai vào giúp em đâu. Em không cần ai giúp đâu. Không cần ai giúp hả? Ta là sói đây. Giờ ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Chồng. Thôi, để anh chùi cho.